sám hối hết loạn. Phật Pháp có câu, nếu bạn cảm thấy đau khổ, xin bạn hãy quỳ xuống sám hối. Ý nghĩa của sám hối là, bất luận trước đây mình đã làm sai việc gì, hôm nay nhận thức được rõ ràng rằng mình đã sai, thì ngay từ giây phút này mình sẽ sửa đổi, trở lại thành người tốt. Phương pháp ấy quả là người trí. Vì ngay khi bạn quỳ xuống, tất cả sai lầm trong quá khứ đều được tiêu trừ. Vì ông trời không xuống tay với người sám hối. Khi con cái quỳ xuống trước mặt cha mẹ, bất luận nó đã làm sai phạm gì, cha mẹ đều sẵn lòng lượng thứ. Chỉ cần bạn chấp nhận quỳ xuống, pháp luân lập tức chuyển động, nhân quả cuộc đời cũng sẽ chuyển động theo. Bất luận bạn đã phải làm bao nhiêu việc sai lầm rồi, chỉ cần sám hối tâm thân này, nhân quả ấy không thể tiếp tục thấm nhiễm vào thân thể này nữa. Nếu có ai cảm thấy vận khí mình kém, xin đừng than trời trách người. Hãy mau đến trước Phật Bồ Tát mà sám hối đảnh lễ. Người biết sám hối là người quay đầu. Ngay khi quỳ xuống, hãy khấn nguyện với chư Phật Bồ Tát. Nếu trong đời quá khứ hay đời này của con có gây ra bao oan trái, có phạm bao sai lầm, khiến con hôm nay phải chịu mọi đủ sự đau khổ, thì ngay giây phút này con xin quỳ xuống thành tâm sám hối. Con hy vọng tất cả ác nghiệp trong quá khứ có thể thông qua những buổi sám hối này và tụng niệm hôm nay hồi hướng cho chúng sinh đã từng gánh chịu thương tổn vì con, giúp họ buông bỏ những oán khí, không còn vây hãm trong vòng luân hồi của con, giúp họ sớm ngày được dẫn về thế giới quang minh, về phương Tây Cực Lạc. Chỉ cần chúng sinh yêu cầu con tụng niệm hồi hướng bao nhiêu kinh, con sẽ lập tức cảm ứng được trong tâm trí của mình. Khi ấy, nghiệp tội sẽ được tiêu trừ. Chư Phật, chư Bồ Tát có thể không phải tượng trưng cho những vị thần cụ thể, mà tượng trưng cho vũ trụ, cũng là một dạng linh thức, tương thông với nội tâm của chúng ta. Sao gọi là hữu nhàn? Có một câu thơ, hữu nhàn chân phú quý, vô sự tiểu thần tiên. Được tự tại thật là một cuộc sống phú quý. Vậy sao gọi là hữu nhàn? Chỉ có người tỉnh ngộ mới có thể hữu nhàn. Kẻ phàm nhân thì sống trong bận rộn vất vả. Nếu một người hỏi tôi có bận hay không? Xin đáp, tôi rất bận, nhưng là người bận, tâm không vướng bận. Chúng ta tuyệt đối không nên để cho tâm bận. Đó là cái chết của tâm vậy. Chúng ta mỗi ngày đều vô cùng bận rộn suốt cả một đời. Tất cả đều trả nợ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái. Không có nổi một chỗ cho sự tồn tại của bản thân. Bất tri bất giác, chợt một ngày tĩnh tâm ngồi lại, chúng ta chỉ còn biết ngước mặt lên trời mà hỏi, rốt cuộc tôi vì ai? Tôi vì ai mà vất vả? Vì ai mà đầu tắt mặt tối? Rất nhiều người trên thế gian này suốt ngày cứ phải sống trong bận rộn tất bật, bận rộn chỉ vì người khác, nhưng lại chẳng bao giờ một lần bận rộn vì mình, chưa bao giờ tĩnh lặng ngồi lại nghĩ mình là ai. Nghĩ lại, con người sống vì cái gì? Con người tìm kiếm điều gì trong vòng lao dịch này? Vậy,
làm sao để thật sự đạt được hữu nhàn. Thật sự là không dễ, đó chính là phú quý thật sự. Vậy, cái gì gọi là phú quý giả? Đó chính là những người rất giàu có, nhưng ngày nào cũng bận rộn đến không hở tay ra được. Đó không phải là phú quý đích thực, mà chỉ là sự lao dịch của tâm thân. Kinh Phật có câu: chớ đợi đến già mới học Phật, mộ phần đâu thiếu kẻ tóc xanh. Thân này không để đời nay độ, còn đợi kiếp nào độ thân này. Ý nghĩa câu kinh thật sự rõ ràng. Chúng ta phải tu hành ngay từ bây giờ, tu sửa ba nghiệp thân miệng ý, chớ nên chậm trễ. Tuổi xuân có hạn, đời người chỉ trong một hơi thở. Đời này không biết lợi dụng thân giả này để tu thật, thì chẳng biết đến đời nào mới có cơ hội thức tỉnh. Ví dụ, mãi tìm đồ vật quý giá trong căn phòng tối, lại không chịu thắp sáng ngọn đèn. Kinh Phật ghi: mất một thân này, vạn kiếp gian nan. Hay nói, vạn kiếp lai mà thoát xác thân. Nghĩa là bảy vị Phật ra đời vẫn còn thân kiến, tám vạn kiếp rồi chưa thoát thân bồ câu. Vì sao? Vì nếu biết kiếp sau mà bị đầu thai thành súc vật, thì sẽ không còn cơ hội để tu hành và giác ngộ nữa rồi. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà tâm thân an lạc.